chào mọi người. Khoảng trên dưới 10 năm trở lại đây, người chơi và làm bonsai handmade đều phát triển khá mạnh ở các vùng miền. Thực tế, bonsai handmade là một thể loại nghệ thuật tuyệt vời. Trải qua thời gian làm cây, các nhà tạo mẫu bonsai đã khéo léo kết hợp góc nhìn thẩm mỹ của mình với sự sáng tạo vốn có, đã biến sự lung linh, rực rỡ của các bó dây đồng, dây thép để tạo nên một sản phẩm cực kỳ độc đáo và thu hút. Nhưng không phải ai cũng hiểu đúng về bonsai handmade. Hôm nay, hãy cùng ống kính học đường khám phá loại hình nghệ thuật mới mẻ này nhé! Cây bonsai bằng dây đồng, hay còn được gọi là bonsai handmade, là một dạng của nghệ thuật bonsai, nơi cây bonsai được tạo ra từ dây đồng, thay vì sử dụng cây thật. Loại hình này có nguồn gốc từ Nhật Bản, và sau đó lan rộng sang Trung Quốc, Hàn Quốc, và dần dần trở nên phổ biến ở nhiều nơi trên thế giới, bao gồm cả Việt Nam. Trào lưu này bắt đầu từ khoảng năm 2005 và đã thu hút sự quan tâm của nhiều người yêu thích nghệ thuật bonsai. Bonsai dây đồng chủ yếu sử dụng nguyên liệu từ dây đồng, nhưng thông qua sự tài hoa và sáng tạo của các nghệ nhân, dây đồng và cả dây nhôm đã được biến thành những thân cây và các loại hoa lá với đủ màu sắc, kiểu dáng đẹp mắt, sinh động và mang lại giá trị nghệ thuật cao. Một cây bonsai handmade đẹp không chỉ đơn giản là một cây cảnh để trưng bày, mà nó còn là một tác phẩm nghệ thuật thực thụ, được tạo ra bằng tình yêu, sự tỉ mỉ và sức sáng tạo, tính thẩm mỹ của người chế tác. Vì vậy, mỗi cây bonsai mang theo một câu chuyện, một ý nghĩa và thể hiện cái thần riêng của người tạo ra nó. Ở Huế, phong trào chơi bonsai handmade đã có thời gian phát triển khá mạnh mẽ, tuy nhiên, gần đây đã chững lại đôi phần. Trong số các nghệ nhân chơi cây và làm bonsai handmade, Quang Định Bonsai được biết đến là một trong những người chơi cây từ khá sớm, với một trình độ chuyên nghiệp cao, mặc dù tuổi đời của anh còn khá trẻ. Hôm nay, mời mọi người cùng đến thăm Quang Định Bonsai để khám phá và tìm hiểu về một số mẫu bonsai độc đáo. Bây giờ, chúng ta đang ở thị xã Hương Thủy và sắp sửa vào một con hẻm nhỏ, nơi có nhà của Quang Định Bonsai. Tôi đã quen biết Quang Định Bonsai từ khoảng 4 đến 5 năm trước, nhưng đã lâu không ghé thăm anh ấy, thường kết hợp để xem cây. Hôm nay, nhân dịp ngày lễ, là một cơ hội thuận lợi để mời mọi người cùng đến và khám phá về chủ đề bonsai handmade. Đây là nhà của Quang Định Bonsai, một căn nhà nhỏ với hai vợ chồng và một cháu nhỏ. Địa điểm này cách Huế khoảng 15 km. Bây giờ, chúng ta hãy vào nhà và cùng nghe anh ấy chia sẻ một vài điều về bonsai handmade. Khi chúng tôi vào, Quang Định Bonsai đang tạo cây cho một khách hàng ở Bình Dương. Quan sát, chúng tôi nhận thấy rằng trong không gian nhỏ, chủ yếu là bài trí các mẫu cây bonsai. Anh chia sẻ rằng, do chuyến thăm chúng tôi khá bất ngờ, nên số lượng cây được để tại nhà không nhiều và không đa dạng như thường thấy, đặc biệt là giai đoạn cao điểm của thị trường bonsai handmade vào cuối năm hoặc gần Tết. Chúng ta thấy mẫu cây mà Quang Định Bonsai đang làm cho khách ở Bình Dương có kích thước lớn, với bộ rễ ấn tượng. Để hoàn thiện sản phẩm, cây này cũng phải mất từ 2 đến 3 ngày. Trong khi Quang Định Bonsai đang tạo cây, chúng ta cùng nhìn vào và quan sát một số mẫu cây đang được bài trí ở đây nhé.
chúng ta vừa được xem một số mẫu cây bonsai đã hoàn thiện cùng với các bó phôi đã được tạo thành. Bây giờ hãy lắng nghe vài chia sẻ của anh về kỹ thuật làm cây cũng như về nghệ thuật bonsai handmade nhé. Xin chào tất cả mọi người, mình là Quang Đình Bonsai. Hôm nay được vinh hạnh được ông Kính Học Đường đến phỏng vấn. Mình xin chia sẻ một số viên cơ mà mình kết hợp với công nghệ, với cái ngành thủ công này. Đây là một cái mình đang làm cũng lợi nhuận. Mình muốn nói một số chia sẻ một số kinh nghiệm về cuộc sống này. Nó cũng có nhiều việc để lấy mình, nhưng mà về nhiều công việc, đấy là công việc mà mình muốn nó làm công việc lâu dài, bởi vì nó đã đem đến thu nhập để mình mới sống gia đình. Thời gian vừa rồi thì mình làm cây cũng khá ổn, cây của mình khá chất lượng và đẹp, nên anh em ở mọi miền Bắc Nam đã đến đặt hàng khá nhiều. Nên nếu mọi người có muốn làm lên cái công việc này thì có thể theo đuổi hoặc học hỏi một phần nào đó ở trên các kênh YouTube. Sản phẩm của mình làm ra thì nó về giá cả của nó thì phải chăng giá của bình dân có thể làm giá từ vài trăm đến vài triệu tùy theo nhu cầu khách hàng. Đây là một mẫu cây mini nhỏ mình thường làm đến để khách hàng họ có thể để ở góc làm việc, bàn học cũng như là trưng ở tủ. Cái này thì nó là dạng đá, tượng trưng cho sự những con người mà có một sức sống mạnh liệt. Trải qua năm tháng thì càng thời gian càng dài thì họ lại càng phát triển xung xuê và tốt hơn. Cái này thì mình làm cũng khá nhất, tầm khoảng 1 phút là 1 cây là sẽ xong ngay. Và để có được nhiều khách hàng thì anh em cố gắng tạo ra sự đa dạng và nhiều màu mạ cũng như nhiều hoa lá. Thực cây ở trước thì mình làm lá tròn, còn đây là mình làm bằng lá tùng. Cái này thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều, nhưng bù lại thì chúng ta cần một thời gian lớn để làm, và kết quả mang lại cho chúng ta là sẽ được nhiều khách hàng quan tâm hơn đến mẫu mới này. Ở đây mình làm đang là giữa phôi. Ở đây là cái hiện nay là một cái phôi cây long ngự, cây dạng năm ngán. Cái này mình được một anh khách ở Bình Dương đặt, mà mình cũng hiểu anh khách là khoảng tầm khoảng một tuần, bởi vì những cây lớn mình làm khá lâu. Riêng là phần rễ này không, mình là đi một buổi. Phần phôi thì mình phải vừa đi vào ngao mình cảm giác mà tâm lý thoải mái mình mới làm, không nên ép mình quá, ép thì sẽ làm ra những tác phẩm không đẹp. Phôi thì phôi lớn thì thường độ chuẩn xác phải yêu cầu cao hơn phôi nhỏ. Cây thì đã cả cấm thì tạm đều đặn, còn về lá thì tùy theo khách muốn làm mẫu lá thì mình làm. Có thể trong thời gian tới là mình sẽ làm những cây gọi là bóng mái truyền thống của Huế. Đó thì mình cũng là người Huế, mái thì Huế từ năm cánh, nhưng mà nếu mình làm ở trên sản phẩm thì có thể làm 6 đến 8 cánh để sao cho phù hợp với cái môn nghệ thuật này. Đây là một môn nghệ thuật mới. Nếu anh em cứ có nhu cầu sở thích thì có thể liên hệ trực tiếp để học hỏi, trao đổi để phát triển bộ môn này đi xa hơn. Mình xin chân thành cảm ơn. Nếu bạn muốn học hỏi, chia sẻ, kết nối và giao lưu về bonsai handmade, bạn có thể liên hệ với Quang Định Bonsai qua kênh YouTube hoặc fanpage mang tên Quang Định Bonsai. Đây là một địa chỉ đáng tin cậy, nơi bạn có thể tìm hiểu thêm về kinh nghiệm trong nghệ thuật làm bonsai và khám phá những sản phẩm bonsai có giá trị. Quang Định Bonsai luôn hỗ trợ tận tình và cung cấp những mẫu bonsai theo nhu cầu riêng của từng khách hàng, đảm bảo chất lượng và uy tín. Tạm chia tay Quang Định Bonsai, chúng ta ghé một địa chỉ bonsai khác.
là Ca Bonsai Huế. Đây là nơi chuyên sản xuất và tạo ra những tác phẩm bonsai mini độc đáo, phù hợp để trang trí bàn làm việc hoặc không gian của các quán cà phê. Tại đây, nguyên liệu sử dụng khá đa dạng như chậu tre, chậu gốm, chậu sứ, chậu xanh và đất nung, giúp tạo ra những tác phẩm phong phú và độc đáo. Bên cạnh đó, việc sử dụng hạt cường với đủ màu sắc giúp làm cho mỗi tác phẩm bonsai trở nên sống động và sản phẩm đa dạng với nhu cầu của khách hàng. Tại Ca Bonsai Huế, chúng ta được tự do lựa chọn sản phẩm theo nhu cầu của mình. Có thể chọn từ các loại nguyên liệu như sành sứ, đất nung hoặc men, đến các loại nguyên liệu làm hoa như dây đồng hoặc hạt cườm. Với sự đa dạng về màu sắc, từ những nguyên liệu này, chúng ta có thể tạo ra nhiều loại sản phẩm bonsai khác nhau như hoa mai, trúc, cúc, đào, dừa và nhiều loại cây khác. Điều này giúp đáp ứng được nhu cầu và sở thích đa dạng của khách hàng, mang lại sự phong phú và độc đáo cho mọi không gian. Chơi và thưởng thức cây cảnh không chỉ là một thú chơi tao nhã, mà còn là một phần của văn hóa từ lâu đời. Bonsai handmade với tính nghệ thuật cao đã trở thành một lựa chọn mới đầy hấp dẫn. Thú chơi cây cảnh tự hình thành như một phần tự nhiên, có sức hút đặc biệt đối với nhiều người. Bonsai handmade không chỉ là một hình thức giải trí hợp xu thế, tạo sự đa dạng, mà còn là một biểu tượng của sự tinh tế và mới lạ. Chơi bonsai handmade giúp tạo ra một cuộc sống phong phú, ý nghĩa và đầy năng lượng, mang lại niềm vui và sự yêu đời.